Cháu có nói là cháu học ở trường Tây Sơn đúng không? Vâng ạ. Và môn học mà cháu yêu thích nhất là môn gì? Môn học mà cháu yêu thích nhất môn tiếng Anh ạ. Tiếng Anh? À. Như vậy là bác hiểu là cháu nói tiếng Anh tốt? Cũng được ạ. Được. Ở mức độ có thể giao tiếp với người nước ngoài bình thường. Cháu là cung bảo bình, ví dụ như là từ à, cháu là cung bảo bình. Vâng. Thế tức là cháu như cháu nói thì hơi lập dị một chút. Thì lập dị ở chỗ nào? Cháu có thấy đúng không? Có. Ví dụ? Hay nghịch ngu. Sao? Hay nghịch ngu ạ. Hay nghịch ngu. Mỗi lần nghịch xong có cảm thấy ân hận không ạ? Thấy vui lắm ạ. Thấy vui. Ví dụ như là một cái lần nào đấy nghịch ngu mà cháu có thể kể để bác hiểu hơn khái niệm nghịch ngu. Ví dụ như cháu là muốn trêu bạn cháu ấy, xong rồi cháu lấy quả bóng nước xong cháu ném bạn, nó sợ quá bạn nó chạy mất dép luôn ạ. Bạn nó chạy mất dép thì đấy là một cái trò tinh nghịch bình thường của trẻ con mà. Không ạ, nhưng mà bạn ý chạy xong rồi cháu còn ném bóng, cháu với cả bạn nó còn ném bóng tiếp người bạn ý khiến bạn ướt sũng cả người luôn ạ. Ướt sũng cả người luôn. Thế và sau đó thì bạn ấy có khóc không? Bạn ấy không khóc mà bạn trả thù ạ. Bạn trả thù bằng cách nào? Bạn ném lại. Không ạ, bạn ấy không ném lại mà là bạn ý là con gái bạn gọi cả đội con gái là cầm dép, nhưng mà con cháu không sợ, con cháu vẫn tiến lên để đánh nhau. Thế cái cung bảo bình của cháu ấy thì sẽ xung khắc với lại cung nào? Cung nào cũng được, nhưng mà cung mà ghét nhất là cung xử nữ với cả xử nữ. Vâng. Thế cái bạn mà cháu ném đấy chắc là cung xử nữ đúng không? Không ạ. Không. Có một bạn trai ở lớp cháu là cung xử nữ, bạn cứ hay như kiểu cung xử nữ hay tính giống con gái ạ. Bạn cứ đi oai phong như kiểu bạn vừa làm đại gia xong ạ. Thế thì làm sao mà lại con gái? Nếu không mà, ạ. Nếu bạn mà oai phong làm không đại ạ. Gia. Nhưng mà bạn ý lại kiểu hay tính cách giống con gái, bạn kiểu hay làm giống con gái bắt chiếc ấy ạ. À. Xong bạn ý bảo bạn thích. Xong rồi có một bạn trai ở lớp cháu này thích cái bạn đấy cơ. Ừ. Thì bạn có vẻ như là cháu ở lớp là một nhân vật được nhiều bạn yêu thích đúng không? Không ạ. Bác các bạn hay trêu cháu ạ. Trêu, nhưng mà đôi khi người ta trêu là vì người ta thích người ta mới trêu. Mà bạn ấy không có gì nghĩ xấu gì về mình là tốt thì làm sao? Có, bạn nghĩ xấu nhiều lắm ạ. Nghĩ xấu á? Thế làm sao mà mình đọc được ý nghĩ của bạn ấy khi mà bạn không nói? Bạn hay kể với các bạn thân của bạn ấy ạ. À, thế xong các bạn thân của bạn lại kể với cháu? Không ạ, cháu nghe lỏm. Nghe lỏm.